Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Showbiz xe khách với cái tên gọi là lốc 32C. Với cái dòng Showbiz xe khách thì nó có rất là nhiều dòng lốc, nhưng mà cái dòng 32C này thì là một trong những cái dòng mà phổ biến nhất cho tới thời điểm hiện tại. Đây anh em cùng nhìn nhé. Với cái dòng lốc này thì nó bao gồm là mặt bích liền luôn, nguồn điện là 24V. Dòng phổ thông của nó thì sẽ là Jaguar bản A, hai rãnh anh em nhé. Còn có một số dòng thì của nó là bản B nhưng rất là ít. Đây là cái điểm để chúng ta nhìn này, báo dầu này. Đấy. Đây là cái ốc để chúng ta bắt vào chỗ lốc máy này của xe này. Đấy. Anh em nhìn đây, đây là cái con ốc để chúng ta xả bỏ và thêm dầu. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái hình ảnh cận cảnh của cái lốc 32C. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.